Xin chào các bạn, hôm nay mình làm video này là để nói về một cái sở thích như thế này ha. Sở thích này dùng để buộc vô quần hoặc là buộc vô dây lịch của các bạn. Và các bạn móc vô đầu còn lại vô ví của các bạn hoặc là chìa khóa hoặc là cái vật dụng như điện thoại ha. Để hạn chế được cái sự rớt của các bạn. Một phần đầu bên này á, thì các bạn nên khoét một lỗ ở trên ví của các bạn ha. Thì cái độ khoét nó càng tốt á thì các bạn hàng vô đây thì nó sẽ hạn chế được cái sự bị đứt hơn các bạn. Thì mình dùng cái này á, mình buộc vô ví để hạn chế sự rơi rớt ví mà mình không biết. Những cái quần mà sau này á họ làm rất là bó, rất là nông ha, cái ví của mình móc ra móc vô hay là ngồi xe không cẩn thận á, nó chỉ cần bị hở ở đây mình đụng cái là nó sẽ rớt cái ví của mình. Thì khi mình bị mất ví á, ngoài mất tài sản ra mình còn mất một số giấy tờ chẳng hạn vậy, thời gian đi làm lại rất là lâu, giống như chứng minh nhân mất thì họ phải xác minh làm lại cả tháng. Sau đó mất chứng minh dân mà mình phải đi làm lại giấy như là bằng lái xe nữa. Chứng minh nhân dân nó mất, bằng lái xe mất, không nào làm cùng lúc được mà phải chờ khi cấp chứng minh nhân dân được cấp lại mình mới được đem đi mình xin cấp lại bằng lái xe ha. Còn nếu mà các bạn không còn giấy tờ của bằng lái xe thì lúc đó các bạn phải học lại thi lại bằng lái xe, cái đó còn vất vả hơn. Ngoài ra một số giấy tờ liên quan khi mất mình phải đi làm lại rất là khó, chẳng hạn như bảo hiểm y tế mất làm lại cũng rất là khó, hay là bảo hiểm xe mất rồi làm lại khó phải chờ mua lại thế này thế kia ha. Cũng rất là phức tạp ha các bạn. Thì theo mình thấy là các bạn nên mua cái sợi dây xích thế này ha. Thì sợi xích của mình á, loại của mình á là khoảng 49 cm. Các bạn nghĩ là 49 nó dài nhưng mà khi mình buộc qua cái quần thế này nè thì nó chỉ khoảng có như đây thôi ha. Nhưng mà có loại ngắn hơn nữa, nếu các bạn muốn ngắn hơn các bạn hãy mua ngắn hơn thì nó sẽ thành chẳng hạn cỡ cỡ như thế này ha các bạn. Tùy theo nhu cầu các bạn mà sử dụng loại xích bao nhiêu. Nếu các bạn muốn hạn chế sự móc túi á, chẳng hạn vậy các bạn hãy quấn qua sợi dây của mình như thế này nè. Đó. Rồi các bạn mở cái này nè chẳng hạn vậy ha, đó buộc vậy rồi móc vô ví của mình, các bạn sẽ hạn chế được sự móc túi. Thì tất nhiên á cái loại xích nó càng dày càng to thì nó càng chắc và tất nhiên nó sẽ càng nặng ha các bạn. Thì cái ưu điểm của loại này á, mình thấy là rất tốt, thời gian nó bay màu cũng có nhưng mà nó sẽ hạn chế bay hơn ha, mình xài cũng hơn nửa năm luôn á đó. Mà sở thích của mình khi lên video này các bạn thấy không, tuy nó hơi bạc màu về thời gian nhưng mà nó vẫn còn mới, cũng còn rất là chắc thôi các bạn. Khi mà nó bị đứt đoạn nào thì các bạn chỉ cần luồn cái đoạn nó bị đứt qua vô cái vòng này ha để nối tiếp để xài tiếp. Một cái khuyết điểm á, là có cái dòng xích này á, là khi mà nó chuyển động nhiều ha, nó qua quẹt trên cái quần của bạn nó sẽ làm cái phần quần của bạn bị mòn chút xíu nè, chỗ nơi mà tác động của xe xích nó nhiều như cái chỗ này của mình nè đó, do cái xích nó quơ qua lại nhiều trong qua năm tháng này tháng nọ đó nên nó sẽ bị mòn cái quần ha các bạn. Thì khuyết điểm của cái loại này chỉ có vậy thôi chứ ngoài ra những cái sự vật khác á, mình cảm thấy xài rất là tốt. Thì đây là loại xích của mình á, là 49 cm nha các bạn. Thì có loại dài hơn cũng có loại ngắn hơn, có loại dày hơn có loại nặng hơn ha, tùy theo nhu cầu các bạn mà các bạn xài các loại xích tương ứng với nhau. Nhưng mà góc độ của mình thì loại 49 cm như đây là cũng là rất là phù hợp với các bạn rồi ha. Các bạn có thể dùng để móc cái vật dụng quý giá của mình, hạn chế được sự rơi rớt hay là kẻ xấu móc túi cho nhân dân ha. Và một cái phong cách này cũng là phong cách thời trang cũng rất là độc lạ các bạn. Thì qua video này muốn giới thiệu với các bạn thì cái loại xích này ha, thì các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể lựa mua những cái loại xích này. Ngoài ra mình còn thấy họ còn bán màu sắc này màu sắc kia ha, hoặc là có loại bằng kim loại lại bằng nhựa tùy chất liệu nữa ha. Thì mình theo góc nhìn của mình thì các bạn nên mua kim loại thì rất là tốt ha, nó sẽ rất là chắc ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn một ngày tốt lành nhé.